Ngày 12 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Bị can là Lê Lâm Trường, sinh năm 1995, cư trú tại địa phương, do nghiện game và ham mê cờ bạc, nợ số tiền trên 100 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản. Ngày 7 tháng 3, nhân lúc cha mẹ nuôi từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, ở nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ, Trường đã bắt đầu gây án. Đối tượng đã sử dụng một thanh sắt dài 40cm và đánh nhiều nhát vào sau gáy và đầu của chị. Tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động hẳn rồi kéo vào phòng ngủ. Lục lọi trong nhà lấy 3,5 lượng vàng 24 cùng số tiền hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Đà Nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch. Buổi thực nghiệm nhằm kiểm tra lại các tình tiết chứng cứ vụ án nhằm đảm bảo tính chất khách quan, toàn diện chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt công tác điều tra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.